Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Kitoan Tarot Channel. Và nói thật là cũng rất là lâu rồi Kit mới trở lại với trải bài mới ha. Thì hiện tại thì nói thẳng luôn là bây giờ là đang trong giai đoạn dịch đó, cho nên là cái setup nó không có được lộng lẫy lung linh như là bình thường là các bạn hay thấy trên kênh của Kit. Nhưng mà thực sự là Kit cũng muốn gọi là thế nào ta, cũng muốn tương tác với các bạn. Tại vì là Kit, cái dự định của Kit là Kit sẽ gọi là đợi sau khi mà mọi tình hình sẽ ổn hơn á, thì Kit sẽ nói chung comeback với những cái trải bài với hình thức setup lung linh kỳ ảo. Nhưng mà không biết sao được, rất tự cái nhớ trải bài quá, nhớ mọi người quá, được thôi thúc quá, cho nên là Kit quyết định là ok, mình sẽ gọi là thế nào ta, là setup tạm bợ luôn để mình có những cái trải bài mới, thì mọi người có thể thông cảm và xem đỡ trong giai đoạn này ha. Thì ok, thế này thì hiện tại là khuya đấy, Kit đang trải bài vào buổi khuya thì cho nên là có vẻ là âm thanh nó sẽ hơi kém chất lượng một chút xíu, thì có thể là sẽ có những cái tạp âm, cho nên mọi người thông cảm và mọi người có thể một là gắm tai nghe vào để mọi người có thể nghe rõ hơn ha. Ok, thì cái chủ đề hôm nay mà Kit muốn có một cái thực sự là Kit muốn một có một cái trải bài gọi là nó relax chút xíu trong một cái giai đoạn này. Cái chủ đề nó vui vui thôi, thì mọi người sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nhất ha. Vì lâu quá không làm video cho nên là cái lời ăn tiếng nó hơi bị vấp váp chút xíu ha. Ok, thì hiện tại nè, cái câu hỏi đặt ra là sắp tới có ai thả thính bạn không? Sắp tới có ai thả thính bạn không? Thì ok, bây giờ là trên tay Kit nha, mọi người vào chọn tủ bài đi. Trên tay Kit vì hôm nay là Kit sẽ không có vẽ như mỗi lần nữa, vì chất lượng video nó sẽ không được tốt lắm, cho nên Kit sẽ lấy những cái lá bài sẵn ở đây cho mọi người chọn ha. Thì ở đây là trên tay Kit là hiện tại là có 3 cái lá bài. Và yeah, 3 lá bài. Mọi người hãy chọn cho mình một cái tụ bài mà mọi người cảm thấy là bị thu hút, được thu hút nhất chứ nhỉ? Yeah, được thu hút nhất. Đây là tụ thứ nhất ha. Đây là tụ thứ hai nhé. Và cái còn lại là tụ thứ ba. Ok, cách chọn tụ tốt nhất là mọi người ơi, mọi người có thể là nhìn cái hình mọi người cảm thấy ấn tượng thì mọi người chọn tụ, còn không thì mọi người nhắm mắt lại đi, mọi người suy nghĩ về cái đời sống tình cảm, cuộc sống hiện tại của mình như thế nào, rồi mọi người sau khi 5 giây đi ha, mọi người mở mắt ra và ánh nhìn của các bạn hướng vào cái tụ nào nhiều nhất thì ở cái trải bài đó sẽ có những cái thông điệp dành riêng cho bạn ha. Và mọi người ơi, nhớ rằng nha, đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nhất. À, nhân tiện là Kit cũng có cái Momo để donate á, nếu mà mọi người yêu thích trải bài của Kit, mọi người có thể donate ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với tụ thứ nhất nha. Hello mọi người ở tụ thứ nhất, những bạn đã chọn cái hình này, cái lá bài này thì để xem thử rằng là liệu sắp tới á, trong tương lai, giai đoạn sắp tới, giai đoạn gần đi ha, thì xem thử coi là có ai thả thính bạn hay không. Ok, vì đây là trải bài mang thông điệp chung cho mọi người, cho nên mọi người hãy đón nhận một cách tích cực và open và cởi mở nhất có thể nha. Ok, mình vào trải bài luôn hen. Ok, the castle. Cảm giác cái lá bài The Castle, cái lâu đài này cho mình một cái cảm giác nào đó về những cái bạn ở trong tụ thứ nhất, là những cái người rất là biết cách ăn mặc nè, gọi là những cái người mà có được một cái đời sống tinh thần rất là fancy, không biết như thế nào, nhưng mà thôi để mình xem đi. Bây giờ trên tay Kit là bộ tarot nha, thì mình xem thử rằng là liệu sắp tới nè, trong giai đoạn gần là có ai thả thính các bạn ở tụ thứ nhất hay không. Có ai thả thính các bạn ở tụ thứ nhất hay không? Tang tang. Oh my gosh, King of Pentacles mọi người à, King of Pentacles hen. Wow, thì Kit một cái cảm giác là có đó mọi người ơi, mà là King of Pentacles nữa. Mà Kit nói rồi mọi người, ở tụ thứ nhất là những cái bạn mà gọi là thế nào ta, cái giai đoạn này các bạn là những cái người gọi là fancy, những cái người mà có đời sống rất là gọi là tao nhã đấy, uống trà đọc thơ. Mình có Four of Swords ha, Four
Source. Ok, mình hiểu rồi. Có lẽ là trong cái giai đoạn vì sao các bạn cảm giác như vậy, vì mọi người là đang muốn đang refresh lại cái tinh thần của mình rất là tốt ha. Trong cái giai đoạn này thì mọi người cảm nhận rằng là giống như là lùi một bước thì mình sẽ được 10 bước gì đó. Mình có lá là Queen of Pentacles. Chính xác các bạn ơi. Sắp tới có ai thỏa thuận các bạn hay không thì dữ liệu của ba cái lá bài tarot này hiện lên rất là rõ ràng rồi. Có lẽ rằng á, trong cái giai đoạn trước đó mọi người ha, có vẻ như là đã quá căng thẳng đi, gọi là mình đã quá căng thẳng, đã quá gọi là trong đời sống tình cảm ấy, gọi là nó có những cái sóng gió, có những cái biến cố, hay là những vừa trải qua những cái cuộc tình, hay là một cái giai đoạn nào đó mà khiến các bạn gọi là giống như một cái máy tính vậy đó, khiến các bạn là hoạt động hết công suất, và mọi người sau đó phải reset lại, restore lại, hoặc có thể gọi là ngủ đông. Vì cái lá bốn kiếm ở đây cho cái cảm giác rằng là mọi người gọi là nghỉ dưỡng sau một cái giai đoạn gọi là nó không mấy như thế nào ta, nó không mấy gọi là ấm áp lắm, cho nên mọi người quyết định ngủ đông ha. Thì trong cái giai đoạn ngủ đông ấy thì mọi người học hỏi được rất là nhiều, học hỏi là cái cảm nhận như là mọi người bắt đầu là khám phá ra những cái điều mới mẻ hay ho hơn, tức là mọi người dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, mọi người cảm giác rằng là có nhiều thứ mình đáng phải gọi là tìm hiểu, tìm tòi, gọi như là trau dồi bản thân nhiều hơn. Cho nên mình đợi bấy mình cảm giác là các bạn chọn tuổi thứ nhất á, những các bạn gọi là biết chăm sóc bản thân nè, biết gọi là trưng diện fancy các kiểu nè ha. Thì thì ok, mình nói về sơ sơ cái tình hình vậy thôi ha. Thì cái lá ở đây đó là lá King of Pentacles mọi người ơi. Sắp tới có ai thả thính bạn không thì mình nói thẳng với các bạn luôn, có đó. Và bởi vì chính các bạn vừa trải qua một cái thời kỳ gọi là restore, refresh lại cái năng lượng của mình, cho nên mọi người rất là tươi mới. Và mọi người biết vì sao không, năng lượng, kích thích năng lượng. Bạn là Queen of Pentacles ha, tức là bạn là một người gọi là ổn định nè, tức là mọi người có một cái tinh thần ổn định, là mọi người sống gọi là fancy ha, gọi là những cái người mà gọi là có khẩu vị riêng á, cho nên là mọi người sẽ cảm giác rằng là những cái người mới tới với các bạn là mọi người sẽ rất là không phải là kén cá chọn canh đâu, nhưng mà mọi người cảm giác rằng là nếu mà ai mà phù hợp với cái nguồn năng lượng của bạn á, thì bạn mới cảm nhận được, bạn mới có thể gọi là giao tiếp được ha. Thì cái người sắp tới có ai thả thính bạn không thì mình nói thẳng luôn là bạn để ý giúp mình đi, ví dụ như là bạn có quen ai, hay là bạn có một cái kết nối với ai và người này lớn tuổi hơn bạn ha, có thể là lớn hơn vài tuổi ha. Và cái người này gọi là như thế nào nhỉ, mình nói thẳng luôn, nếu mà các bạn học sinh sinh viên ở đây thì những cái người này là những người đã đi làm rồi ha, lớn hơn bạn rất là nhiều, có kinh nghiệm, có kiến thức. Vì cái Lucky King of Pentacles đem lại một cái cảm giác là một cái người là sống rất là trải nghiệm rất là lâu và có được một cái địa vị, cái học thức ha, cho nên bạn sẽ kết nối được với cái nguồn năng lượng của những cái người mà gọi là có cái tinh thần giống bạn trong giai đoạn hiện tại và sắp tới nha. Rất là vui, cái người này sẽ thả thính bạn đó. Và bạn không biết cái người này với bạn là có thể là mình không nói ở đây là có tiến tới được với nhau hay không, mình chỉ nói về thả thính thôi. Nhưng mà cái thả thính này nó cho bạn một cái lợi nhuận cũng khá khá. Lợi nhuận ở đây tức là thế nào nhỉ? Các bạn sẽ được học hỏi rất là nhiều điều mới mẻ, và cái hành trình này rất là đáng để các bạn trải nghiệm. Ok, mình sẽ xem thử rằng bộ Roman Angel này thử thêm cái thông điệp về tình cảm đi. Thì cái việc cái thì đó như là kiếp thấy nó có người thả thính bạn đó chứ, và cái người này là bạn để ý đi, có thể là người mới nữa, bạn quen qua thông qua, có thể là một cái môi trường mà bạn vừa mới đặt chân tới, hoặc là có thể là thông qua các anh bạn bè đi. Thì những cái, nhưng mà mình cảm giác cái vòng tròn này không phải là cái vòng tròn xã hội, mà là cái vòng tròn mà bạn đã có sẵn từ trước đâu. Cái này là cái vòng mới, và sau khi là bạn gọi là cái giai đoạn gọi là bế quan tỏa cảnh và cập nhật cho mình cái nguồn năng lượng mới, thì bạn sẽ kích thích được cái nguồn năng lượng của cái người người này ha.
Mình có cái lá separation. Mình sẽ xem hai lá. Như là Kit nói thấy chưa? Let your friends help you. Phải thông qua một cái vòng kết nối bạn bè của bạn, người mới đấy. Mình cảm giác là cái người này là tới bằng cái việc giống như là bạn có một cái anh chị em nào đó, hoặc là bạn một cái nhóm bạn nào đó, mà cái nhóm bạn này có những cái người mà người 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 quen mà kiểu như là những cái người này lớn hơn bạn ha, thì thông qua bạn bè, let your friends help you, những người bạn sẽ giúp bạn kết nối được với cái người này. Có thể là trong một cái sắp tới đi, mọi người đi đâu đó đi 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 chơi, hay là trong một cái buổi dự tiệc nào đó, hay là một cái buổi party, hay là một cái buổi meeting nào đó với bạn bè, và bạn sẽ gặp cái người này. Nhưng mà mình thấy là separation là cái chia cắt, mà cái chia cắt thì mình cảm giác là cái chia cắt không phải là một cái gì đó nó quá gọi là gì đó. Mình cảm giác cái chia cắt ở đây tức là cái người này gọi là giống như là người ở từ ở đâu tới, tức là người này vừa mới tới cái khu vực của bạn, Blackpink in your area. Tức là người này là một cái người ở đâu tới, có thể là di chuyển về công tác chẳng hạn, hay là cái người này vừa mới chuyển tới cái khu vực của bạn sinh sống, hoặc là cái người này vừa mới chuyển đến cái thành phố của bạn ở ha. Thì cái người này là cái người gọi là đáng để kỳ vọng đấy chứ, một người ở xa thì không phải là cái người cùng với cái khu vực của bạn trước giờ đâu. Họ đâu tới và nói chung là nhờ thông qua bạn bè ha, thì bạn sẽ tương tác được với cái người này, và chắc chắn cái người này sẽ thả tính bạn đó. Để cứ xem thử tiếp theo có những cái thông điệp gì hay không nè. Và xem cái tình huống này nó sẽ dẫn cho các bạn tới đâu, và bạn có ok với cái mối này không. Nhưng mà mình thấy là rất là có triển vọng và đáng để mọi người thử sức. Nhưng Kit nói đấy chưa, definitely yes. Yes, một cái chữ yes to đùng là cái câu hỏi, nói chung cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình là như thế nào, thì nó yes, đáng, rất đáng để các bạn trải nghiệm. Cái người này ok quá. Practice ha. Trong cái giai đoạn này mình thấy rằng là best way to be good as cute is to practice, practice and practice until you get it right. Tức là thế này nè, các bạn hãy cứ tiếp tục thể hiện cái tinh thần rất tốt trong của các bạn trong giai đoạn hiện nay, hiện tại đi. Tức là các bạn hãy nên đầu tư cho bản thân đi. Đầu tư tức là về mặt kiến thức nè, về mặt về vẻ ngoài cũng được ha. À, nói chung là cái cảm giác là mọi người cần phải gọi là một chuẩn bị một cái nguồn năng lượng tinh thần để có thể, như là mình nói, bạn mình hay nói một câu là thế nào ta, may từng nào thì gặp may từng đó. Cái không thích câu đó lắm, nhưng mà có thể trong trường hợp tức là phù hợp với các bạn ha. Thì nếu mà các bạn có một cái nguồn năng lượng như thế nào thì bạn sẽ gặp với đúng cái tần suất, cái tần suất năng lượng đó. Thì như Kit nói ha, luật hấp dẫn thì Kit cũng không rõ lắm đâu, thì tùy vào mỗi người áp dụng cái luật hấp dẫn của mình như thế nào. Nhưng mà Kit cảm giác ở đây cái năng lượng như thế nào sẽ kết nối năng lượng đó, và ở đây có một chữ yes rất là to. Nhưng mà cần các bạn trong giai đoạn bế quan tỏa cảm này nè, các bạn phải rất là đầu tư cho bản thân rất là nhiều thứ, đặc biệt là cái nguồn năng lượng của mình ha. Thì đặc biệt là như thế nào, như cái nói let your friends help you, thông qua bạn bè có thể là bạn sẽ gặp cái mối tương tác này, hoặc cũng có thể là môi trường mạng xã hội, có thể là một cái app nào đó lướt qua lướt lại ha. Thì Kit nói vậy đó, quẹo phải quẹo trái thì mọi người tự biết rằng cái app nào rồi. Ok, Kit xem thử để xem những cái dấu hiệu mà các bạn cần có thể nhận biết được cái người này, hoặc là cái dấu hiệu nào đó giữa cái tương tác này ha. Yeah, nhưng mà nó support. Như Kit nói là cái mối, Kit không có nói rằng là các bạn sẽ thành đôi không thành đôi, cái chuyện đó nó không quan trọng với các bạn trong giai đoạn hiện tại sắp tới đâu. Nhưng cái support ở đây là cho Kit một cái cảm giác rằng là các bạn như là ở đây ha, let your friends help you, được bạn bè mình dẫn dắt, dẫn lối, ông tơ bà nguyệt. Và có trên cái màn hình hiện tại là con số 11:11. Anon, con số 11:11 chứng tỏ là đây là support, là một cái mối tương tác gọi là nó rất là quan trọng trong cái hành trình đang đi của các bạn ha. Giúp, nói chung là như Kit nói là từ cái ban đầu cái người này sẽ cho bạn một cái điều mà gọi là các bạn sẽ học họ rất là nhiều thứ, đặc biệt là về mặt tinh thần rất là nhiều, về
kiếp mọi người ơi, nếu mà mọi người có đặt nặng về cái vấn đề về tài chính hay là về cái điều gì đó thì có thể các bạn không phù hợp với cái trải bài này, các bạn có thể chọn trải bài khác. Nhưng mà cái người này tới với các bạn giúp cho các bạn rất là nhiều về đời sống tinh thần và nâng cho các bạn lên một cái level mới, rất là nhiều trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm mà có thể là nói thiệt luôn á, các bạn rất là hiếm khi mà có thể gặp được những cái tương tác này. Thì đó, những cái dấu hiệu mình thấy ở đây là cái người này rất là support bạn, rất là gọi là nếu mà tương tác với bạn đó, thì họ rất là nghiêm túc nha, kiểu như là họ muốn gọi là hướng dẫn bạn cũng như là trải nghiệm cho bạn những cái điều nào đó mà về đời sống tinh thần nhiều hơn là về mặt thể xác thể chất, là tán tỉnh qua lại. Thì người này thả thính bạn là một chuyện, nhưng mà lại là một cái điều rất là đặc biệt mà từ vũ trụ gửi tới ha, thì các bạn nắm bắt thử xem như thế nào. Ok, mình xem tiếp từ cái lá, cái bộ Angel để xem những cái thiên thần muốn nói gì với các bạn cho cái mối tương tác này. Yeah, như mình nói rằng là a happy change coming to your có thể là mình cảm giác như rằng là các bạn ở cái tụ thứ nhất này á, mình cảm thấy là cái này là nó hơi hướng một tâm linh nhẹ nhẹ chút xíu. Tức là thật sự cái người này nếu mà nói thẳng luôn á, là trong cái nếu nói về tương tác xa hơn, sâu sắc hơn, quá khứ hơn, thì có thể là người này là một trong những cái gọi là cái gia đình linh hồn của các bạn, gọi là spiritual family á. Giống như là người này đúng thời điểm sẽ xuất hiện, sẽ dạy cho các bạn, nói chung là tương tác lại với các bạn để gọi là giúp đỡ các bạn trong cái giai đoạn sắp tới, để nâng cao cái đời sống tinh thần của mình nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Thì đây là một cái mối tương tác gọi là rất là thân thuộc, cho nên là khi mà hai người tương tác với nhau, mình cảm giác là hai bạn rất là thân thuộc. Và mình nói thẳng luôn, cái người này là lớn tuổi hơn bạn, còn nếu mà có thể bằng tuổi bạn hoặc là nhỏ hơn bạn, nhưng mà cái tuổi tinh thần của họ, cái tuổi gọi là tuổi tuổi đời tâm linh, cái tuổi tâm linh của họ có thể rất là lớn. Người này có những cái trải nghiệm rất là nhiều và đáng để cho các bạn, không phải là đáng nữa mà người ta tới đúng thời điểm đúng lúc để hướng dẫn cho chúng ta một cái con đường đang đi nó được cập nhật hơn và đời sống tinh thần được phát triển hơn ha. Ok, cứ xem thử một cái lá cuối cùng cho cái trải bài này để xem thử rằng là cái điều này nó tiếp diễn như thế nào ha. Ok. Have confidence in your creation. Wow, cái mối tương tác này thật sự mà Kit nói rằng là nó rất là tốt. Ở đây tốt ở đây là trust in the power of God creativity which is being manifest through you. Mình nói rồi, cái mối tương tác là cái mối tương tác manifest thông qua cái năng lượng của bản thân bạn ha. Thì have confidence in your creation, tức là ở đây là người này và bạn, chính cả bản thân bạn ngay lúc này phải có sự tự tin. Người này đến để giúp cho các bạn được gọi là nâng cao một cái tinh thần tự tin, gọi là biết được cái bản thân mình muốn gì và đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống. Cái người này nếu mà mọi người có thành đôi với nhau đi, nếu mà hy vọng có thành đôi với nhau thì chắc chắn đây là một cái mối tương tác rất là bền vững, vì hai bạn giống như là một thật, giống như là cảm giác như gia đình vậy đó. Hai bạn gọi là nói chung là người này sẽ giúp đỡ cho bạn nhiều hơn về khía cạnh tinh thần đời sống ha, và giúp cho các bạn nâng lên như thế nào, confidence, sự tự tin, để nói chung là mình cảm giác như các bạn là tụ thứ nhất này á, mình cảm giác là các bạn là những cái người mà mình sẽ rất là hơi ngại về cái mặt là đón nhận những thử thách mới, cho nên là mọi người thí dụ như là có gặp những cái sóng gió, mọi người gọi là sẽ hơi bị trùng bước, hơi ngần ngại, và mọi người cho nên là mình thấy cái đầu tiên đã lên lá đầu tiên là lá Four of Swords, là mọi người đang nghỉ dưỡng ấy, cho nên cái người này giúp cho các bạn gọi là nâng cao một cái tinh thần mới, đó là đón nhận và cũng như là tiếp nhận những cái thử thách trong cuộc sống và giúp cho các bạn tự tin hơn về con người của mình ha, về cái năng lượng của mình. Cho nên ok, đây là một cái mối tương tác rất là definitely yes mà vũ trụ gửi tới, một chữ yes to đồn nè gửi tới cho các bạn, cho nên ok cần các bạn trong giai đoạn này practice và nâng cao cái tần số của mình hơn nữa hen. Ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tuổi thứ nhất, bye bye. Hello, các bạn đã chọn tụ thứ hai, các bạn đã chọn cái hình với biểu tượng con mắt này. Thì với câu hỏi rằng là liệu sắp tới có ai thả thính các bạn không, thì cái cảm giác mà khi cầm cái lá bài này là oh my gosh,
cẩn thận nhé, thông qua cửa sổ. Đùa nó mọi người ơi, tức là ở đây cái mang một cái cảm giác giống như là có ai thả thính hay không, thì mình thấy các bạn, những bạn tụt hai là những cái bạn gọi là hả, thứ nhất có một cái thông điệp hiện lên trong đầu kia là các bạn đi nhòm người ta nữa đó, tức là các bạn rất là đi thích hello bé mèo, hiện tại là Kit đang ngồi ngoài đường mọi người à, Kit trả bạn ngoài luôn cho các thiên nhiên, và bỗng nhiên có một bé mèo đang ở đằng kia đang nhìn Kit, thì trời ơi vừa nói có người thả thính và các bạn nhìn người khác, các bạn giống như những bé mèo đó, các bạn lắp lo theo dõi mạng xã hội cũng như là mọi người đi đi lung tung không. Nhưng mà thật sự là Kit nói ở đây cái cảm giác mà mang tới đây là thông qua một cái ô cửa, tức là có người thả thính các bạn sắp tới, và những cái người này là những người đã theo dõi bạn từ lâu lắm rồi. Theo dõi này không phải là cái điều gì mà các bạn nghĩ rằng là chỗ bí mật hình sự là Conan không có. Ở đây tức là những cái người mà tương tác với bạn là trước đó thông qua mạng xã hội đi, hoặc là thông qua bạn bè, hoặc là người ta có để ý bạn từ rất lâu, thì có thể là sắp tới họ thả thính bạn chăng. Thôi để mình xem tiếp đi ha, mình sẽ sử dụng tarot để xem thử rằng là liệu những cái mối tương tác sắp tới của bạn nó sẽ như thế nào. Chỗ thứ hai ơi, sắp tới có ai thả thính các bạn không? Ace of Pentacles. Wow. Ace of Pentacles. Trời ơi. Có, nhưng mà mình cảm giác như là cái đời sống tình cảm của bạn không quan tâm lắm. Tức là có ai thả thính các bạn không, thì mình cảm giác các bạn trong cái giai đoạn này, các bạn hoặc là bà sắp tới luôn, các bạn quan tâm tới công việc tiền bạc nhiều. Các bạn thích đi tia, các bạn thích đi nhìn ngó đủ trò, nhưng mà các bạn lại quan tâm chuyện tiền bạc nhiều hơn, không biết vì sao. Ok, chúng ta có Six of Swords. Wow, à hiểu rồi nè má ơi, à, sorry hiểu rồi các bạn ơi. Chà, là do livestream TikTok nhiều quá cho nên là cái ngôn ngữ trên YouTube nó hơi bị công chúng hóa đó mọi người. Chúng ta có cái lá là Eight of Cups. Tèn 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 tèn. Nếu mà hỏi mà có ai thả thính các bạn hay không á, thì mình nói rồi, các bạn là những cái người rất là thích đi đi nhìn trộm mà không biết nhìn trộm ai, hay là X thiệt luôn á, nói thật đi mọi người ơi, có phải nhìn trộm X không? Thì cái ban đầu cái cảm giác của Kid ở đây là những cái bạn đã chọn tuổi thứ hai á, thì là các bạn thích thả thính đi thả nhiều hơn, nhưng mà các bạn thả chơi cho vui thôi, tại vì ở trong thâm tâm các bạn vẫn còn có một hình bóng cũ kỹ nào đó mà các bạn vẫn gọi là theo dõi quan tâm mỗi ngày. Hay thôi để nói tiếp, Six of Swords trong cái cảm giác là một về một cái sự di chuyển nào đó, và cái A of Cups lại là một cái sự di chuyển nữa. A of Cups ở đây là cái cảm giác là bạn về cảm xúc nha, các bạn hãy bỏ đi khỏi một cái tình huống nào đó về mặt cảm xúc cũ kỹ. Six of Swords là một cái hành trình mới và bạn phải bước đi, thì Ace of Pentacles lại cho khiến một cảm giác ở đây rằng là hãy có một cái điều mới mẻ trong cuộc sống của các bạn, ngoài hãy bỏ qua những cái câu chuyện cũ mà các bạn vẫn còn lưu tâm đi các bạn tuổi thứ hai ơi. Cảm giác các bạn ở tuổi thứ hai cần phải gọi là cái đầu óc các bạn nha, cái tình nó nói chung là về cái đời sống tinh thần các bạn cần phải bước đi khỏi một những cái điều cũ kỹ đã qua rồi, cái chương nó đã qua rồi. Các bạn muốn biết là sắp tới có ai thả thính các bạn không, thì bạn nên là cái người chủ động đi ha, chủ động đi thả thính đi. Nói đùa đấy, chủ động thả thính nó đang không phải là mình nói là mọi người gọi là không có ai tới, không có, thực sự chủ động thả thính tức là ở đây là các bạn phải là người làm mới lại bản thân, làm mới lại hoàn toàn luôn, bước đi khỏi những cái chương cũ, và nói chung là cho đời sống tinh thần cá nhân của bạn được gọi là có một bước ngoặt mới, tại vì mình cảm giác rằng là các bạn cần nên có một cái kế hoạch mới cho bản thân mình. Có thể là mọi người ơi, đi đâu đó chơi một thời gian đi, tức là đi du lịch, các bạn cần phải cho bản thân mình được một cái không gian riêng, một cái thời gian riêng, một cái chuyến đi riêng nào đó ha.
Vì thông qua những cái chuyến đi riêng này, có thể là các bạn sẽ update được những cái hình ảnh mới mẻ trên mạng xã hội, và các bạn đã có những cái thước phim, những cái sản phẩm mới để giúp kết nối giữa bạn với những cái người mà muốn thả thính với bạn mà người ta chưa có cơ hội dám thả thính đó. Thì các bạn sắp tới nên có một cái điều gì đó thay đổi bản thân đi để kích cầu cho cái vòng tròn thả thính của các bạn được to hơn. Và cái xem tiếp để cái xem cái bộ bài Romance Angels này nói với các bạn điều gì trong đời sống tình cảm và sắp tới là thả thính các bạn không nhé. Oh my god, mọi người ơi, sợ quá, kết nối rất là y chang như những gì mà trước đó, release your ex. Mọi người ơi, những cái mối của cái tương tác của các mọi người hãy đã qua rồi 5 tháng, hãy Thank you next đi mọi người. Có thể mọi người nghe lại ca khúc Thank you next của Ariana Grande đi ha. Làm mới là bản thân mình đi, hãy bỏ qua những cái chương cũ, quá cũ trước đó đi mọi người. Đã đến lúc là các bạn phải làm sạch một cái nguồn năng lượng cực kỳ tươi mới rồi. My gosh, free yourself mọi người à, free yourself cho mọi người thật như là kết nối ha, hãy cho một cái tinh thần của mình được thoải mái đi. Thì ở đây lại nè nè, thấy chưa, có cái lá là seek up source nói về cái vấn đề là các bạn ơi, hãy đi đâu đó thưởng cho bản thân mình một cái tinh thần thoải mái, tự do, và hãy nhớ mình là ai, và hãy nhớ rằng là mình muốn gì, và hãy nhớ rằng là mình cần phải kết nối lại với những cái điều mà xưa mới mẻ mà xưa giờ có cơ hội tới với mình mà mình bỏ lỡ ha. Hãy bước đi 8 ly, hãy bước đi khỏi những cái điều nó đã không còn phù hợp, nó đã không còn đáng xứng đáng với cái nguồn năng lượng xinh yêu tươi mới của các bạn hiện tại rồi, nhớ nhé. Release your ex and free yourself nha, một cái tinh thần thoải mái tự do. Thì những cái người mà xưa giờ mà người ta gọi là muốn thả thính bạn mà người ta không có cơ hội, thì cái đợt này khi bạn cảm thấy thoải mái tự do mà bạn cho người ta cảm giác rằng là wow, bạn là cái người độc thân vui tính và sẵn sàng nhảy múa, thì người ta sẽ bay vô, người ta kết nối với bạn rẹt rẹt luôn đó mọi người à. Vậy là cái xem tiếp để kiếp soi có cái thông điệp từ thiên thần muốn nhắn gửi tới các bạn hay không nha. To make your decision, ask yourself. Ok, thực sự là các bạn hãy nên hỏi bản thân rằng của các bạn là các bạn muốn gì. Hãy có một cái quyết định đi. Tức là các bạn muốn gì, hỏi bản thân các bạn là điều gì sẽ giúp cho các bạn gọi là làm mới được cái tinh thần sắp tới. Thì ở đây cái hình ảnh của cái thiên thần Vanessa, một cái người gọi là bạn thấy không, cái tư thế của cái thiên thần rất là thoải mái ha, tức là họ không ngại ngần ngại chia sẻ bản thân, họ không ngần ngại gọi là được là chính mình ấy, cái lá rất là phù hợp với lá free yourself này. Cho nên bạn hãy cứ thành thật với bản thân mình đi, tức là các bạn muốn gì trong cái giai đoạn này và giai đoạn sắp tới nữa. Có thể là mình cảm thấy các bạn là những cái người rất là muốn có được một cái ly mới, những cái tình cảm mới, mà mình cảm nhận như các bạn vẫn còn gọi là bị lưu luyến quá nhiều về những cái điều cũ, và chính cái và các bạn gọi là bị trói buộc là những cái quá khứ, những kỷ niệm đó đó, nó trói bạn rất là nhiều. Mặc dù mình cảm thấy có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng mà kỷ niệm đẹp sẽ giúp cho các bạn ngày một tốt hơn, trưởng thành hơn và bước đi một cách thoải mái tự do hơn. Nó không phải là một cái gọng kìm, để kìm hãm là sự tự do của các bạn ha. Các bạn ơi, hãy cho mình là một chú ngựa mà được tung cánh bay đi. Mình đang nói về unicorn nha. Mình cảm giác ở đây á, có ai thả thính với bạn không? Thật sự á, mà nói á, người ta có thả thính bạn, bạn cũng chẳng hề để ý trong cái giai đoạn này và trước đó nữa. Mình cảm giác là cái tình cảm, cái đời sống của bạn không dành cho những cái điều đó. Thì sắp tới khi mà bạn thoải mái với bản thân mình nhiều hơn, bạn mở rộng đời sống của mình nhiều hơn, thì những cái người mà tương tác với bạn xưa giờ á, người ta sẽ gọi là thế nào ta, thoải mái, và người ta sẽ can đảm hơn để dám tiếp cận bạn đó. Hãy cứ xem tiếp nha. Các bạn có thể xem thử xung quanh của mình đi, tại mình thấy cái người này gần lắm á, những cái người mà muốn sắp tới thả thính các bạn gần lắm, mà nhiều người chứ không phải là một người nữa mấy bạn. Chỉ cần các bạn thoải mái tự do, các bạn được là chính mình một lần nữa và đổi mới nhiều hơn, được là chính mình
và đổi mới chính bản thân. Đó là cái điều mà Kit cảm giác được cho các bạn ở trải bài thứ hai này. Kit xem thử cái dấu hiệu nào ha, sẽ giúp cho các bạn gọi là có thể đổi mới và giúp cho cái mối tương tác này nó được gọi là up high ha. Oh my god, như kia, oh my god, new love mọi người ơi, new love, cái tình cảm mới đang tới, tức là có rất là nhiều cái offer cho các bạn ở tụ thứ hai, nhưng mà chỉ là các bạn hơi lơ là thôi. Nhưng mà sắp tới khi mà các bạn chuẩn bị sẵn sàng như là một chú ngựa, một chú unicorn tung cánh bay thì cái new love, ê, trời, sorry mọi người ơi, thôi phải ký che lại cái bài này nhá, new love. Là thực sự là nhiều khi là mấy cái hình ảnh này á, người ta chỉ là thiên thần bức tranh thôi mà bị tiêu chuẩn cộng đồng đánh giá thành cái hình ảnh nhạy cảm, cho nên Kit che là oh my god sorry. Thì new love ở đây cho Kit cái cảm giác rằng là có rất nhiều offer sắp tới cho các bạn ha, trong những cái mối tương tác này. Có một cái mối quan hệ tiềm năng lại là con số 11, 11 phút vừa hiện lên, new love 11 giờ 11 phút, twin flame, soulmate, một cái người thật sự, một cái, ê, để ý nha, không phải nói gì chứ, có thể cái người này á, ê, không phải, bạn để ý thì nhiều khi bạn thân của bạn luôn, không phải bạn thân mà, như thế nào ta, một cái người mà có thể là cùng giới là khoác khác giới chẳng hạn, nhưng mà các bạn không có gọi là, các bạn rất là chia sẻ, rất là dễ dàng với người này và người này sẵn sàng chia sẻ với các bạn luôn, thì chính cái tương, các bạn để ý thì cái người này rất là gần với các bạn ha, thì có thể là có cái triển vọng ở đây đó mọi người. Thì thôi chứ không nói nhiều đâu, thì cái người thả thính sắp tới á, mà các bạn không bất ngờ mà nhận ra là không thể nhận ra luôn đó, thì đó là chính cái người gần các bạn nhất. Thì xem thử là như thế nào thì cái thẩm thôi thôi không có hint trước nhiều ha. Tiếng gà kêu sorry nha, cái đang ngoài đường cho nó thiên nhiên đó mọi người. Sorry, để cái xem thử cái bộ unicorn này có cái thông điệp gợi ý nào cho cái new love này không. Laughed, ôi trời ơi, vui quá, trời ơi, cái người làm các bạn cười đó, cái người này làm cho các bạn gọi là tâm hồn trẻ thơ, mong manh, vui vẻ luôn, tức là ở bên cái người này các bạn cảm thấy rất là trẻ con luôn đó. Tức là cái người này rất là thân thiết và các bạn cảm thấy là thoải mái, các bạn rất là open với cái người này ha, cái người thả thính các bạn sắp tới là cái người đem lại cho bạn rất là nhiều tiếng cười, một cái người giải trí tống hài cho các bạn luôn đó. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người nhớ nha, những cái điều mà không đem lại tiếng cười, những cái bạn hãy đặt câu hỏi rằng là ở đây, bởi vì có một cái lá là ask yourself, là những cái tương tác cũ có cho bạn được niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười hay không. Nếu không thì hãy move on, free yourself, hãy bay lên đi, vì chính cái new love này, một cái điều gì đó thân thuộc với các bạn, nó sẽ, một cái người nào đó rất là gần gần gũi ha, sẽ đem lại cho các bạn tiếng cười và cái mối quan hệ này mình thấy phát triển như là ấu thơ, tức là các bạn sẽ rất là bền vững khi hai bạn ở bên nhau, chỗ nó vui mà nó cười như khùng như điên vậy đó mấy bạn à. Cho nên giúp Kit mọi người hãy để ý cái dấu hiệu này hen, để cái xem thử cái lá cuối cùng cho cái trải bài này thì nó sẽ như thế nào nè. Mình thấy cái tương tác này vui đó mọi người, rất là hai bạn tương tác thả thính rất là hài hước vui vẻ luôn, mà nhiều khi á hả, nói chuyện bình thường nha, là có kèm thả thính mà các bạn không để ý luôn á, các bạn thấy vui lắm, các bạn thoải mái lắm. Writer group, wow, we are joined writer group to gain inspiration, friendship and support. Cái cảm giác mà cái lá này nó đem tới cho Kit ở đây ha, là writer, một cái người mà gọi là rất là thích làm thơ thả thính, cái người này sử dụng ngôn ngữ rất là tốt đó mọi người, tức là hai bạn, cái người này ở ngoài cái vẻ ngoài họ hài hước tạo cho bạn tiếng cười vậy thôi, nhưng mà thực sự bên trong người này là một cái tâm hồn lãng mạn, nhà thơ, có thể là những người thuộc cung nước đó mọi người ha, ha, những người này rất là hài hước vui vẻ nè, có thể là thuộc cung nước là song ngư cự giải bò cạp. Những cái người này có tâm hồn lãng mạn, gọi là các bạn lúc thì vui vẻ, các bạn làm cho các bạn cười, lúc thì làm cho các bạn rất là sâu lắng ha. Thì mình cảm thấy giá cái người này có thể là thông qua, các bạn có thể một là thông qua cái nhóm, cái người rất là gần gũi với các bạn, còn hai là thông qua có thể là các bạn sắp tới sẽ tham gia một cái hội nhóm nào mới đó ha, hội nhóm nào đó, hoặc là các bạn có cái group mới, hoặc là thông qua một cái group nào đó, cái trên mạng xã hội, hay là thông qua một cái
Cái chuyến đi nào đó về hội nhóm, có thể là trong trường lớp, thì sẽ có được những cái thả thính, nhưng mà người này thả thính vui lắm. Thả thính ở đây là theo cái dạng như là ngôn ngữ, mọi người ta biết cách sử dụng ngôn ngữ, người ta sử dụng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ và khiến cho các bạn gọi là vừa cười mà cảm thấy sâu lắng. Người này rất là lãng mạn. Thì ok, thì nói chung đây là những cái dấu hiệu mà các bạn sắp tới xem ra thả thính bạn không, thì như là Kiếp nói đó, mọi người cứ vui vẻ nắm bắt và hãy những cái nào cũ quá thì thôi cho qua đi, hãy đón nhận những cái mới vui vẻ tới với cuộc đời của các bạn nghe, trên cái hành trình hiện tại và sắp tới của các bạn nhé. Ok, thank you các bạn ở tuổi thứ hai. Hello 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 các bạn ở tuổi thứ ba, những bạn chọn cái hình này hen, cái hình lá bài này. Ok, thì cái thông điệp cái trả bài hôm nay mang tên là sắp tới liệu có ai thả thính bạn không. Thì cái thông đây là trải bài dành cho rất là nhiều người, thì cho nên mọi người hãy đón nhận thông điệp và chọn lọc nha, cái thông điệp của mình đúng với cái tình cảnh của mình, cái hoàn cảnh của mình ha. Thì cái lá được khuyên đến đây cho tuổi thứ ba thì có kết một cảm giác là mọi người ơi, mọi người biết rõ rằng mình là ai, mình muốn gì, mọi người là nữ hoàng của cuộc sống của các bạn, của mọi người rồi, cho nên là không biết nữa. Thì cái cảm giác là được khuyên cho cái cái điều, một cái dấu hiệu rằng là các bạn là những người rất là trân trọng khoảnh khắc cảm xúc, và đặc biệt các bạn rất là biết bản thân mình muốn gì. Các bạn là những cái người gọi là đặt cái niềm vui bản thân lên đầu tiên, biết kiểm soát bản thân, biết kiểm soát cảm xúc và biết kiểm soát cuộc sống của mình ha. Nhưng mà để xem thử đi, liệu cái việc kiểm soát như thế này nó có thể là đem lại cho các bạn những cái điều tốt hay là những cái tích cực, và có đem lại cho bạn những cái sợi dây thả thính sắp tới hay không, thì chúng ta cùng vào trải bài và tìm hiểu thêm ha. Chúng ta sẽ sử dụng tarot để xem thử rằng là sắp tới liệu có ai thả thính với mọi người ở tuổi thứ ba hay không. Những cái bạn đồ queen đó là lá lam, để kiếp xào theo cái kiểu này ha. Ok. Oh my god, Ace of Cup nha, chưa gì lên được liền cái thông điệp là tình cảm ngay lập tức. Ace of Cup nha, một cái ly mới, người mới nha mọi người, không phải người cũ đâu. Còn nếu mà không phải mới cũ thì nói chung không quan trọng, những cái năng lượng cực kỳ mới, cách như là Kiếp nói đồ Queen là một cái năng lượng cực kỳ mới, là mọi người biết rằng là cái đời sống tình cảm của mình như thế nào, mọi người biết cái tâm trạng, mọi người biết cái cảm xúc của mình là như thế nào, mọi người kiểm soát cảm xúc rất là tốt. Và chính cái việc đó đó thì các bạn lại thu hút được những cái điều mới mẻ, rất rất là mới mẻ đến với cuộc sống của mọi người, vì mọi người không phải là những người sống bị lùi lại về quá khứ quá nhiều đâu. Các bạn có thể là hoài niệm, các bạn có thể gọi là cho những cái điều vui vẻ nó tồn tại trong ký ức của mình, nhưng mà các bạn là những người gọi là tân thời ấy, tức là nhìn vào hiện tại và kích cầu tương lai, cho nên mình cảm thấy các bạn là những người tầm nhìn các bạn thông minh lắm, các bạn gọi là biết bản thân, biết cái giá trị của bản thân mình ha. Yeah, Nine of Wands kỳ sĩ gậy ha mọi người. Kỳ sĩ gậy hen. Hybrid, the hybridest, hybridest, hybridest. Oh my god, những cái bạn ở tuổi thứ ba này nói thẳng luôn các bạn, đó là lý do Kit nói vì sao được khuyên các bạn gọi là làm chủ được cuộc sống. Kit lắng đọng một chút xíu nha mọi người. Mọi người ở tuổi thứ ba là những cái người cực kỳ bí ẩn. Bí ẩn ở đây là không phải là mình cho mình cái cảm giác như là mọi người cung nữ, có thể là cung thần nông ha, nhưng mà cũng có thể là cung ma, cung đất. Cung đất thì mình cảm giác là có sư nữ và ma kết nhiều, hoặc là nếu mà cung lửa thì mình cảm nhận ở đây là cái nhân mã ha, nhân mã. Còn nếu mà cung khí á, thì nếu mà lửa một đại diện của cung khí á, thì mình cảm giác là cung không biết nữa, nhưng mà cung khí nó không nên nhiều, nhưng mà có thể là thiên bình. Trong cái cảm nhận của khí thì thiên bình, các bạn cân đo được đong đếm, tức là các bạn cân bằng được cái cuộc sống của mình. Thì cách mình chỉ nói về năng lượng thôi, thì tùy vào cái mọi người sẽ như thế nào. Thì nếu mà sắp tới ca thả thính các bạn không, thì khí nói thẳng nha, các bạn là những người đi theo một cái đời sống rồi gọi là nói chung là có trực giác rất là cao, rất là nhạy bén luôn. Các bạn gọi là những cái người như thế nào ta, mình cảm thấy là các bạn đang đi trên một cái con đường nào đó rất là thiên về đời sống tinh thần, và chính cái việc
Nếu mà dùng từ thả thính mà để nói dành cho các bạn ở tụ thứ ba này thì không hẳn là thả thính, nhưng mà các bạn gọi là manifest với đúng cái đối tượng của các bạn luôn. Mình cảm giác như các bạn ở tụ thứ ba này là những người đã có đối tượng rồi. Còn nếu mà các bạn đối tượng thì là các bạn, một là các bạn đã biết một cái người nào đó rồi, có thể là vẫn chưa tương tác nhiều, nhưng mà cũng là các sắp tới chính cái việc manifest này sẽ dẫn tới cho các bạn là cái người bạn, và bạn sẽ nói chung là cái dẫn lối, vũ trụ dẫn lối, hai bạn sẽ có một sự tương tác ở đây ha. À, đáng để cho các bạn khám phá Nine of Wands, và cái người đó là cái người gọi là trẻ, có thể là trẻ anh các bạn ha, nhưng mà hoặc là nếu mà biết không biết tuổi tác đi, mà có thể là cái người này gọi là cái người gọi là có một cái tinh thần rất là nhiệt huyết, rất là nồng nhiệt, và các bạn là những cái người gọi là sống nội tâm nhiều, không phải là nội tâm nhưng mà các bạn cứ trực giác á, nên các bạn rất là điềm tĩnh, các bạn rất là trầm, tính các bạn trầm, nhưng mà các bạn gọi là có một cái sự thu hút bí ẩn, và bạn thu hút những cái người mà nhiệt huyết, những cái người mà mang năng lượng lửa nhiều, và chính cái yếu tố lửa này nó kết nối, nó bổ sung cho các bạn rất là nhiều, giúp cho các bạn cởi mở đời sống tinh thần nhiều hơn ha. Còn nếu với những cái đối, có thể là những cái người mà có đối tượng, còn những bạn mà vẫn chưa có đối tượng thì sắp tới mình nói thẳng luôn, Ace of Cups một lần nữa, và chính là The High Priestess, là cái một cái manifest, một cái tinh thần năng lượng, chính các bạn biết các bạn muốn gì trong đời sống tình cảm, thì sắp tới các bạn sẽ manifest được một cái ly hoàn toàn mới, và cái ly này là một cái ly thông qua một cái điều mà các bạn cần phải khám phá. Mình cảm thấy nó không tới theo một cái phương diện gọi là nó bất ngờ đó, hay là nó bất chợt, hay là ở đâu tới, là không có. Mình cảm giác ở đây là một cái điều nào đó mà các bạn tự thân khám phá vận động được, thì để xem tiếp. À, bộ Roman Angel đi, để xem có những cái dấu hiệu, những cái thông điệp nào cho các bạn ở tụ thứ ba về cái tương tác sắp tới hay không ha. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual dreams. Wow. Các bạn sắp tới, cái người thả thính với các bạn không ai khác đó, chính là soulmate của các bạn đó. Một cái chính là cái điều mà các bạn manifest, chính là cái hành trình của các bạn khám phá ra ha. Thì keep an open mind ở đây tức là các bạn hãy để ý những cái thông điệp mà vũ trụ đưa tới, thì mình cảm giác cái người soulmate này của bạn, cái người mà sắp tới sẽ thả thính tương tác với các bạn, là cái người mà gọi là nó không giống với những cái gì mà bạn suy nghĩ, hay là không giống với những cái điều mà bạn tưởng tượng mà các bạn sẽ gặp đâu. Thì bạn là, mình cảm giác bạn luôn là một cái người gọi là cởi mở, bạn rất là keep open mind, bạn mở mở lòng á, bạn là một người rất là cởi mở và sẵn sàng đón nhận những cái điều mà mới. Bạn là người không có đặt những quá nhiều kỳ vọng đâu, vì bạn bạn biết là cái hành trình của bản thân mình phải lúc nào cũng phải thoải mái, và bạn biết là những cái điều nào càng thoải mái, càng tự do thì đó là những cái điều mà đáng khám phá, đáng trông đợi. Thì chính cái điều này nó sẽ đem tới cho các bạn rất là nhiều bất ngờ. Thì có thể là theo cái cảm giác ở đây á, cái người thả thính các bạn á, một người mới, còn thông qua đâu á thì để ký xem tiếp đi, để ký xem thử là thông qua đâu các bạn sẽ tương tác được với cái liên kết này á. Bài vẫn không nói là thông qua đâu thì không rõ, nhưng mà mình cảm giác cái ý của cái trải bài này là thông qua bản thân của các bạn nhiều nhất, trên cái năng lượng, cái manifest của các bạn, trên cái gọi là cái trực giác, cái tâm linh của các bạn ấy, nó sẽ dẫn lối các bạn tới với cái đúng cái ly mà các bạn xưa giờ vẫn manifest, đúng với cái tinh thần năng lượng của các bạn. Ok. Mình cảm giác cái người này là vũ trụ đưa tới đó mọi người ơi. Nó không phải là một cái điều ngẫu nhiên gì đâu, nó là một cái điều gọi là đã được sắp đặt trong cái hành trình đang đi của các bạn rồi. Mình che lại nha, tại vì nhiều khi hình ảnh nhạy cảm nó không được lên sóng. Self acceptance, một cái sự chấp nhận bản thân, cái dấu hiệu ở đây là khi có một cái nguồn năng lượng nào đó không rõ lắm
vì cái cảm giác là những cái bạn nó tụi nó ba có trực giác tốt và cao, cho nên các bạn sẽ có những cái mỗi người có một cái hành trình riêng, cho nên cái ở đây là kết nối chỉ là một cái hướng, cái năng lượng chung chung mà các bạn sẽ gặp phải, tức là những cái người thả thính khác với các bạn là đúng cái đối tượng, đúng với cái năng lượng của các bạn luôn mà các bạn manifest xưa giờ luôn. Central. Yeah. Passion, rất là nhiều đam mê ở đây, rất là nhiều cái đam mê, rất là nhiều cái new romance, một cái điều rất là đáng, rất là mới mẻ. Nhưng mà thực sự là cái trải bài tủ thứ ba này là mình cảm giác như là nổi da gà ấy. Năng lượng của các bạn ở tủ thứ ba rất là cao nha, rất trực giác rất là tốt ha. Các bạn đã thực hành về những cái thiền hay là bạn thực hành những cái luật hấp dẫn nào, cũng không hẳn là luật hấp dẫn, nhưng mà các bạn đã gọi là cho một cái bản thân mình đi theo một cái hành trình tâm linh riêng của bản thân mình ha. Curiosity, thực sự cái vũ vũ trụ không nói rõ với các bạn rằng là thông qua đâu, nhưng mà có một cái dấu hiệu ở đây. Curiosity là một cái sự tò mò. Start a new project, something you curious about, tức là hình như các bạn đã muốn làm một điều đó mới. Có thể là các bạn thông qua môi trường công việc, hoặc là thông qua môi trường du lịch, đi đứng đâu đó mới mẻ mà các bạn muốn khám phá, tìm hiểu, các bạn tò mò, thì thông qua cái môi trường đó có thể là, và các bạn sẽ gặp được cái đúng cái đối tượng này, vì mình cảm giác anh là đối tượng mới nha mọi người, và cái đối tượng này được dẫn lối, dẫn tới đúng thời điểm, đúng lúc, và do các bạn manifest được. Khi các bạn bắt đầu làm một điều gì mới để thay đổi bản thân, có thể là các bạn sẽ thay đổi địa điểm ở nơi ở này, các bạn chuyển đổi một công việc mới, hoặc là các bạn làm lại một cái điều cực kỳ mới bản thân. Tại vì ở đây có một cái lá là listen to your vulnerable feeling, hãy nhìn nhận vào cái cảm xúc mà gọi là cái sự nhạy cảm của bản thân đó, của mình đó. Các bạn sẽ có được những cái câu trả lời, những cái wisdom, những cái inspiration, những cái sức mạnh, và các bạn sẽ kích cầu được những cái ưu tiên hàng đầu của các bạn. Cho nên mình cảm giác là các bạn hãy nên dành cho bản thân mình một cái sự thay đổi mới, có thể là về nơi ở, có thể là về khoảng cách địa lý, một vị trí địa lý nào mới, hay là một cái công việc mới mà các bạn tò mò, các bạn muốn thực hiện. Thì thông qua cái điều này thì các bạn sẽ kích cầu gặp được cái người này ha. Có thể là các bạn đi đâu đó, đi du lịch ở một cái nơi xa mà các bạn chưa bao giờ dám đi và trải nghiệm, thì các bạn sẽ gặp được cái tương tác này ha. Hoặc nếu mà các bạn chuyển qua một cái môi trường công việc mới, một cái đội nhóm mới, một cái project mới, thì chính trong cái quá trình làm việc, trong cái quá trình mà tương tác này, đây chính là cái người mà các bạn sẽ gặp và các bạn sẽ tìm hiểu đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hãy muốn xem thử ha. Vậy cái người ấy là cái người như thế nào? Người ấy đi, cái người mà các bạn, cái soulmate đó của các bạn á sẽ như thế nào, và cái cách thả thính là như thế nào ha. Talk about your feel. Tức là ở đây á, deep conversation. Có thể là cái mối thả thính này ở đây là ban đầu á, mọi người sẽ bắt gặp với nhau là kiểu giống như là hai người bạn tâm giao, nói chuyện vui vẻ và nói gọi là cởi mở tâm sự những cái điều thầm kín nhất trong cuộc sống, và các bạn cảm giác như là ồ, mới gặp với nhau mà sao hợp dữ vậy. Thì các bạn gọi là những cái người deep conversation, những người chia sẻ, tức là mình thấy á, những cái bạn chọn cái tuổi thứ ba là những người rất là thích nói về những cái khía cạnh sâu sắc của đời sống, của cuộc sống, và thông minh, và các bạn thích nói chuyện về những cái vấn đề vũ trụ khoa học, những cái vấn đề và ngoài cái việc vũ trụ khoa học, các bạn rất là thích nói về những cái vấn đề gọi là con người, tâm linh và lòng trắc ẩn ấy. Các bạn ở tuổi thứ ba này khi mà tái hợp lại với nhau là những cái người gọi là rất là chia sẻ được nhiều thứ trong cuộc sống về khía cạnh tâm linh, cũng như là vũ trụ huyền học ha. Nói chung là có thể là thông qua một cái môi trường, mình kiếp cảm giác là một cái hội nhóm về những cái chuyên mục nào ở trên mạng, ví dụ như là về vũ trụ, về tâm lý học. Thì ở trong khi mà trong cái quá trình các bạn giao tiếp ở
cái điều đó thì các bạn sẽ gặp gỡ nhau thông qua điều này, và ban đầu các bạn là những người chat tin, những người trò chuyện đầu tiên, những người ban đầu các bạn sẽ mang cảm giác là trò chuyện để kết nối, để hiểu nhau nhiều hơn trên phương diện là bạn bè trước đã, thì sau này mình cảm giác là hai bạn là hai cái người cùng thả thính trong cái vấn đề đó, cái việc thả thính với nhau rất là tự nhiên ha. Cái cảm nhận vậy đó, thì để xem thử là cái tiếp theo của các bạn nó có những cái dấu hiệu nào. Cái người này nó bí ẩn lắm mọi người ơi, nhưng mà cái người này là một cái người trẻ rất là nhiều đam mê, nhiều nhiều lửa luôn á. Cái người này đem lại cho các bạn rất là một cái đời sống rất là tích cực, năng lượng rất là tích cực. Cái năng lượng của Archangel Michael, một cái người trẻ, một cái người xông pha, một cái người tiên phong, mà cái người này là cái người gọi là sẵn sàng trao đổi với bạn ha. Thì cái việc thả thính ở đây mình cảm thấy là cái thả thính này rất là trực diện luôn, tức là cái người này không ngại che giấu về cái cảm xúc thật của họ khi mà họ nói chuyện với bạn, khi mà họ tương tác với bạn. Thì mình chỉ có những cái cảm nhận tới đây cho các bạn ở cái tuổi thứ ba thôi. Thì như là Kit nói nãy giờ đó, thì bạn cứ tiếp tục đi theo cái hành trình gọi là riêng của bạn, cái hành trình nó khá tâm linh riêng của bản thân bạn, cái con đường mà bạn đang manifest. Thì cái người này thì những cái dấu hiệu mà Kit, như là Kit nói hồi nãy á, là có những cái người trẻ, những cái người mà có tinh thần nhiệt huyết, hoặc là độ tuổi tâm hồn của họ rất là trẻ trung. Ok, và đây là những người mà ban lại cho bạn một cái năng lượng mới tích cực, và nó phù hợp với cái nguồn năng lượng riêng của các bạn. Thì thôi, cái đó sẽ tùy vào cái hành trình riêng của mỗi người ha. Thì có một cái dấu hiệu, một cái hint duy nhất mà ký tế đây là dành cho các bạn là curious. Nếu mà các bạn càng khám phá, các bạn càng tò mò một thứ nào đó mới mẻ, cho phép các bạn tò mò đi đâu đó làm một cái project mới, một cái dự án, một cái công việc mới, hay là làm đổi mới một cái điều cực kỳ mới mẻ, thì bạn sẽ gặp tức khắc ngay cái người này luôn ha. Đó là do bạn quyết định. Thì ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tuổi thứ ba, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những cái trả bài tiếp theo. Thank you.